Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thanh Quyền Vlog à, lồi mặt chuột chị Đinh Lan rồi của chú anh chị. Thì mới đây thôi, một cái thông tin cũng do chính chị Lan đưa ra à, chúng ta thấy rằng là Lan mới lên clip nói rằng là 100% phiên giám đốc thẩm sẽ diễn ra tại vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm. Khẳng định chắc nịch luôn và cho rằng là gọi là một trong những cái vụ án mà được giám đốc thẩm nhanh nhất trong lịch sử, chỉ có mình Đinh Lan mới có thể làm ra cái chuyện này à, một cái chuyện vô cùng động trời luôn cô chú anh chị. Nhưng mà như mình đã chia sẻ thì cái việc mà bị phía viện kiểm sát nhân dân tối cao liên hệ đến Đinh Lan bởi cái lý do Đinh Lan nộp thiếu giấy tờ kháng cáo hai cái bản án đề nghị xem xét thủ tục giám đốc thẩm, nhưng mà chỉ gửi gọi là cái bản án sơ thẩm thôi, còn cái bản án phúc thẩm thì không có gửi, cho nên người ta gọi lại thiếu giấy tờ, nên là yêu cầu Đinh Lan gọi là cung cấp xem như thế nào. Thì bắt đầu là Đinh Lan lại lên khua chiên gõ trống nói rằng là 100% sẽ được xem xét và sẽ hủy tất cả những cái bản án đó. Thì ghê không cô chú anh chị, nhưng mà trên thực tế thì Đinh Lan chưa có gửi cho người ta xem là cái bản án phúc thẩm như thế nào. Và nếu như vậy đó thì làm sao mà Đinh Lan này có thể chắc chắn như vậy cả nhà? Đây là một thông tin giả. Bởi vì nếu như mà thật sự có đó cô chú anh chị thì có chính thức rồi đó, thì người ta cũng sẽ gọi là báo chí cũng sẽ đăng gầm gộ luôn. Bây giờ cái thông tin này thông tin nóng nè. Nhưng mà chị Lan lên gọi là chửi bới nhục mạ tụi em không còn gì hết, chửi không còn thằng nào nha cô chú anh chị. Lan nói là không có những thằng xuất vật như là Thanh Nguyên hay là Lý Lắc hay là Gất Việt, Kiệt Tấn Đạt đó, Sơn Sàm, Hà Tích Quang và con xúc vật Hư Quảng Châu, thì Đinh Lan này không biết tố cáo hết bọn chúng thế này đâu. Đinh Lan nói có nghĩa là không có mấy youtuber này thì Đinh Lan không có làm loạn. Tại vì có mấy youtuber nên Đinh Lan mới làm loạn, mình nghe mình khá là buồn cười cả nha. Không có ai gọi là tấn công chị Lan hết trơn á. Ta chỉ gọi là nói và chia sẻ về những cái thông tin trong cái vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng thôi. Mà Đinh Lan là một trong những cái nhân vật mà quý vị có thể thấy là làm những cái câu chuyện mà thấy ghê gớm không à. Tuyên bố thì ghê lắm, 100%, 200%, 1000%, nhưng mà cuối cùng không được 1%. Thì Đinh Lan nói rằng là tòa án cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh là không cho Đinh Lan gặp thư ký hay là thẩm phán Phan Đức Phương gì cả. Họ hẹn là đến 8 ngày sau nữa mới đến tòa gặp văn thư, lấy bản sao bản án phúc thẩm chứ là không có bản chính. Là tòa án không có gặp Đinh Lan. Đinh Lan đến tòa để mà đòi gọi là lấy cái bản bản chính, cái bản án phúc thẩm. Nhưng mà người ta không có cho, không có cho gặp mặt bởi vì quý vị thấy rồi, lên để mà xúc phạm chửi bới người ta quá trời, kể cả thẩm phán luôn, từ thẩm phán Phan Đức Phương, thẩm phán Quỳnh Thanh Viên cũng bị Đinh Lan này đó, nó nói đủ kiểu. Nó là nào là hộ Quỳnh thì có phải là bà con gì với ông Dũng, 51 tuổi, 52 tuổi gì đó, có phải là đồng tuổi với bà Nguyễn Phương Hằng thì gọi là đồng cảm để mà nạt nộ Đinh Lan thay cho phạm nhân Nguyễn Phương Hằng. Mình nghe có thể nói là những cái câu từ mà nó liên quan đến yếu tố tâm linh cả nhà. Vậy thì tại sao bản thân Đinh Lan đó không có ai đồng cảm với Lan hết chứ gì Lan? Không ai được đồng cảm hết, những cái thái độ mà những cái từ ngữ tục tiểu vô văn hóa của chị Lan được. Tôi chú anh chị, chúng ta thấy rồi, không ai có thể đồng cảm được với chị Lan. Tại sao mà người ta sống có người được, nếu như đồng cảm thì có người đồng cảm. Tại sao vậy? Ta sống hiền lương, ta sống có đạo đức. Con người mà sống không có đạo đức thì ai mà đồng cảm nổi, đúng không cô chú anh chị? Thì quý vị thấy lòi mặt chuột rồi đó. Trong khi viện kiểm sát người ta, viện kiểm sát tối cao đó, người ta yêu cầu là Đinh Lan phải cung cấp thêm cái bản án phúc thẩm, bản án phúc thẩm tại tòa án cấp cao. Đinh Lan chưa có cung cấp được nữa. Mà Đinh Lan lên, Đinh Lan khẳng định là 100% là phiên giám đốc thẩm sẽ diễn ra. Đó, cô chú anh chị thấy ghê chưa? Thấy láo tét chưa? Đây là cái bằng chứng láo tét rõ ràng. Chưa nộp đủ cái giấy tờ liên quan nữa, bày đặt lên tuyên bố là 100%. Đây là một cái thông tin giả mạo đưa gây hoang mang dư luận. Hoang mang không cô chú anh chị? Hoang mang chứ. Kể cả gia đình của bà Nguyễn Phương Hằng, bà cũng phải hoang mang chứ. Rồi gia đình của các người, những cái nhân vật có liên quan như là tiến sĩ Lực, Đặng Anh Quân hay ba người trợ lý của cô Hằng, họ nghe thông tin này họ cũng hoang mang chứ cả nhà. Tại vì con cái người ta gọi là ta đi thi hành án, người thân của người ta đi thi hành án rồi, cũng gọi là còn cũng chẳng còn bao lâu nữa đâu, cùng lắm là mình nghĩ rằng cuối năm nay thôi,
ba người trợ lý của cô đó cả nhà. Hết năm nay thôi thì khả năng cũng được xem xét thôi. Nhưng mà tự nhiên lại nghe cái thông tin rồi là phải hủy tất cả các án mà nhỏ này là người trong cuộc và tuyên bố đến 100% như vậy thì khiến người ta lo lắng chứ sao không lo lắng cả nhà, hoang mang chứ sao không hoang mang. Đưa một cái thông tin mà có thể nói là gây hoang mang dư luận. Nghe thấy những người mà yêu mến cô Hằng thôi, cô chú anh chị, người thân của cô, rồi con của cô đó, họ nghe cái thông tin này thì có hoang mang hay không? Rất hoang mang luôn nữa là đằng khác, cô chú anh chị. Tại vì bà này cũng người có một trong những người có liên quan mà lại người trong cuộc đó, lại đưa cái thông tin gọi là chắc địch cho Viện Kiểm sát, rồi đưa cái số điện thoại của Viện Kiểm sát Nhân tối cao lên luôn. Đinh Lan nói là Đinh Lan không có đưa, Đinh Lan nhờ người ta, nhờ thì cái chủ đích của chị rồi, chẳng khác nào nữa. Bà nhờ người ta cũng giống như bà làm rồi, đúng không? Đưa cho ai? Đưa cho thằng Mộc. Đưa cho một thằng gọi là Bá Dơ. Thằng Bá Dơ mà đi gọi là bên vực bất chấp cho những cái kẻ như là ông Lê Tùng Vân, có những cái hành vi gọi là rất là dơ dái bẩn thỉu. Đối với chính những cái con gái ruột của mình mà ông này còn làm ra những cái câu chuyện đồi bại như vậy, thì quý vị có thấy là cái nhân cách đạo đức có hay không? Mà những người mà cổ xí bên vực cho họ thì cái đạo đức cũng gọi là vô cùng thối nát rồi. Thưa quý vị, vô cùng thối nát rồi. Thì bởi vì những cái kẻ đó thì họ mới chơi với nhau được thôi. Còn Mụ Lan này thì cô chú anh chị thấy rằng là với những cái từ ngữ vô cùng tục tiểu luôn, mất dạy vô cùng. Mình nói chung là mình cũng chẳng có gọi là nói nặng lời gì đối với cái cao tốc bốn làn đâu cô chú anh chị. Chỉ cao tốc bốn làn nhưng mà chửi rủa người ta vô cùng thậm tệ, với những cái bài đăng như là thằng chó này thằng chó kia, ăn cái này ăn ship, ăn này ăn kia để mà sống qua ngày, vân vân các kiểu. Rồi là đòi nếu ta gặp mày thì tao sẽ tống xít vào mồm mày cho mày bớt sủa. Như mình đã chia sẻ thôi, chị muốn tống người ta thì chị cũng phải bóc trước. Đinh Lan là phải bóc trước, chị bóc thì chị giơ tay rồi ha chị Lan ha. Thì cái thông tin mà mới nhất đó thì như Lan đã nói là tòa án không có chịu gặp Lan, cho Lan 8 ngày nữa. 8 ngày nữa Đinh Lan đến để lấy cái bản sao bản án phúc thẩm nha cô chú anh chị. Cái điều này khẳng định một điều là cái Đinh Lan vừa mới lên nói là cũng như tự vả vào mồm mình luôn. Vừa mới lên clip xong rồi lại tiếp tục có cái thông tin tòa án gọi là không cho Lan gặp mặt, từ chối gặp Lan. 8 ngày sau Lan tự tới gặp gọi là bên văn thư để lấy bản sao thôi, chứ gọi là người ta không có gặp. Đinh Lan đòi gặp thẩm phán. Mình nghe mắc cười lắm cả nhà. Đinh Lan đòi lên gặp thẩm phán hay là thư ký viên tòa luôn, người ta từ chối gặp mặt Đinh Lan luôn. Lên về lên nói người ta không ra gì, bây giờ lên đòi gặp mặt. Thì theo cô chú anh chị đó, chú có gặp mặt chị Lan không? Mình thấy nói chung là mình rất là sợ chị Lan luôn cả nhà. Mặc dù là chưa gặp mặt được chị Lan ngoài đời, nhưng mà mình cũng không muốn gặp chị Lan để làm gì đâu. Bởi vì cái mặt của chị Lan nói chung là mình nhìn qua qua mạng xã hội đó, mình đã thấy kinh tởm lắm rồi, mà nếu mà gặp ở ngoài nữa không biết cỡ nào cô chú anh chị ha. Cho nên là cái thông tin này là một trong những cái thông tin Đinh Lan tự đưa ra, phun ra rồi liếm lại, tự vả vào mồm mình, cho cả thế giới đều biết Đinh Lan đang nói dốc, nói xạo láo toét 100%. Lần này là như thế nào, nó đội quần đi ra ngoài đường hay sao chị Lan? Lần trước là đi đầu xuống đất, thì lần này chị đội quần đi ra ngoài đường hay gì? Nếu như mà không có diễn ra, Đinh Lan đội quần hay sao? Lên làm đi, lên thách thức nữa đi, chửi rủa dữ lắm mà. Quý vị có thể thấy rằng là những cái ngôn từ này cho thấy Đinh Lan vô cùng bất lực. Người ta phản biện rất đúng, phản biện rất đúng với những cái gọi là cái thông tin tào lao của Đinh Lan. Cho nên quý vị có thấy là không còn cái từ nào để ngụy biện cho mình, cho nên mới dùng những cái từ ngữ mà vô văn hóa tục tiểu như thế này nè. Chứ nếu như thật sự mà phản biện không đúng nha cả nhà, thì Đinh Lan còn có lý để mà cãi lại, còn có lý để mà cãi lại. Chứ nếu mà không đúng thì Đinh Lan cãi lại liền, có lý để cãi liền. Bởi vì Đinh Lan là có học cao mà, Đinh Lan là học gọi là đại học luật, chứ đâu phải là chuyện thường của chú chị. Nhưng mà lại dùng những cái từ ngữ tục tiểu để chửi bới ngược lại người ta, thì đó cho chúng ta thấy là một cái trạng thái đã gọi là nói trúng cái tim đen của Đinh Lan rồi. Láo xạo, láo xạo. Bây giờ có giỏi đó, yêu cầu mở phiên tòa gọi là dân sự đi, để xem xét là cái bồi thường thiệt hại của chị Lan. Bằng chứng đâu để mà chứng minh được 3.8 tỷ? Trời, tiền dễ quá, tiền của bà Hằng dễ ăn quá, bà giàu quá. Hồi bữa trước nói là bà phá sản rồi mà, Đại Nam thang tên đổi chủ, còn tiền đâu nữa mà yêu cầu bồi thường dữ chị Lan. Trời, có 3.8 tỷ mà kiếm của chị Lan, nói chung là
ngày đêm mất ngủ, phải gọi là phải đòi bằng được cái 3.8 tỷ của bà, nghe thấy ghê rồi cô chú anh chị. Trong khi ngài Đinh Lan bán rồi Long Trùng Hạ Thảo bán rượu đó, ngài đến gọi là mấy triệu bạc đó, bán một đơn hàng 200-300 triệu, chứ không phải chuyện thường đâu, mà gọi là phải bỏ công sức nhiều thứ vậy đó, lập vi bàn hết lần này đến lần kia 50 mấy cái vi bàn cô chú chị, tính tiền thì ghê lắm, 50 mấy cái vi bàn mà một cái là tính đơn sơ là cái 4-5 triệu thôi, thì hàng chục cái nó phải gọi là 50 triệu rồi. Mà 50 mấy cái vậy rồi phải tính ra vài trăm triệu, 200-300 triệu đó. Tiền Đinh Lan phải đi tới đi lui nữa, thuê luật sư các kiểu mấy bữa lại không nhận được xu nào. 3 tỷ mấy tính còn kiếm chác được miếng, nhưng mà cuối cùng không có được cái đồng nào hết, cho nên Đinh Lan tức á cả nhà. Chứ thật chất là nói chung là nếu mà có 3.8 tỷ đó, Đinh Lan im rồi. Nếu như thật sự vì 3.8 tỷ đó thì chị lên kiểu nói đại chị Lan, để em sẽ kêu gọi quyên góp từ thiện cho chị, điểm để cho chị trả tiền luật sư, để mà chị bù đắp lại những cái tổn thất, gọi là những cái tiền chị thuê mấy luật sư đó, tiền lập dư bằng rồi đó mà thuê mà gửi không đúng nơi, kiện tào lao người ta đó, đúng không? Cho nên là Lan giờ Lan tức bỏ cả mấy trăm triệu rồi, nói chung là bỏ công sức rất là nhiều thứ không lấy lại được xu nào, tưởng đâu được 3 tỷ mấy, cuối cùng không có một cắt, lỗ vốn sập tiệm luôn. Nhưng mà không sao đâu cả nha, mình thấy rằng Lan nói chung là khoe có vài chục tỷ trong gọi là tài khoản lận, mình không biết là cái nguồn thu này nó có gọi là hợp pháp hay không nha. Mấy anh gọi giúp thì cũng nên chú ý cái vấn đề nguồn thu của chị Lan nha, rồi vấn đề gọi là hàng quá Đông Trùng Hạ Thảo gì có gọi là cái có mã số thuế, có nộp thuế đàng hoàng hay không. Chứ mình thấy là rất nhiều đơn hàng Đinh Lan bán rất là nhiều người đó, bà giàu bà mua lần 200-300 triệu mà, đâu phải thường đâu đó. Rồi một số những cái người khác nữa, Đinh Lan bán Đông Trùng Hạ Thảo ghê lắm, thì nhiều lắm đó cả nhà, không phải giăng đùa đâu. Đinh Lan gọi là nhưng mà tính kỹ có 300 ngàn, chỉ còn chị Lan nói 1 tiếng thôi, gửi số tài khoản. Em sẽ kêu gọi quyên góp cho chị Lan, đủ tiền đóng tiền án phí nha chị Lan ha. Bớt cái mồm đó nha chị Lan, mình là một người phụ nữ mà, mình cứ gọi là cái miệng cứ chỏ chỏ mà đưa ra những cái lời thu tục, bởi vậy nên là mấy ông 4-5 ông không có ông nào có thể sống nổi chị Lan chứ cô chú anh chị. Nếu mà mấy anh mấy chú mà ở đây có thấy chị Lan vậy đó thì có chịu nổi chị Lan không. Cho nên mình thấy đây cũng chính là một lý do đó ha cả nhà ha. Rồi thì cái thông tin tối ngày hôm nay là cái thông tin mà Linh Lan tự vả vào mồm mình về một số những cái thông tin về viên giám đốc thẩm trong vụ án của cô Hằng nha cô chú anh chị. Xin cảm ơn vị rất là nhiều, hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung video mới tiếp theo. Xin chào. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay Thanh Quyền xin phép được quảng cáo hai cái sản phẩm mà Thanh Quyền đang bán trên nền tảng mạng xã hội. Sản phẩm đầu tiên đó chính là một sản phẩm vô cùng quen thuộc, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên, xuất xứ từ rừng tràm U Minh Cà Mau nha cô chú anh chị, bảo đảm 100% nguyên chất. 1 lít là 1,5 triệu, một chai như vậy là nửa lít là 750 ngàn, miễn phí ship. Còn đây chính là một sản phẩm đặc sản của quê hương Cà Mau, do chính tay mẹ của em làm luôn cả nhà. Đó chính là tôm sẻ, còn hay gọi người ta còn gọi là tôm lụi đó cả nhà. Nhiều quý vị khán giả hỏi con tôm sẻ là gì, là con tôm nguyên con đó, mình sẻ ra mình phơi khô, rồi trong đó có ốp một chút tiêu, một chút ớt để tăng thêm cái hương vị. Đây là một bịch nửa ký nha cả nhà, một bịch nửa ký, nửa ký là 800 ngàn, một ký là 1,6 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu sử dụng đó thì ủng hộ Thanh Quyền qua cái số điện thoại em đang ghi trên màn hình 0395652797. Đây là mật ong rừng nguyên chất nha. Đây đó chính là tôm lụi, tôm sẻ. Xin mời tất cả cô chú anh chị chốt đơn.